Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa vừa cho biết, hội đồng chuyên môn của sở này đã xác định nguyên nhân khiến 3 trẻ tử vong trong đợt phẫu thuật do Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Phẫu thuật Nụ cười Oscar vào ngày 23 tháng 8 vừa qua được xác định có liên quan đến quá trình gây mê. Hội đồng chuyên môn kết luận Trung tâm Oscar có nhiều sai phạm, chưa có quy trình chuyên môn cụ thể, khám tiền phẫu và xét nghiệm tiền phẫu chưa đầy đủ, không có chuyên gia nhi khoa tham gia khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật, không theo dõi huyết áp trong quá trình gây mê, không kịp thời ngừng ngay các hoạt động phẫu thuật khi xảy ra ca tai biến đầu tiên. Trung tâm Oscar cũng không theo dõi huyết áp của trẻ trong quá trình gây mê. Điều này có ảnh hưởng đến quy trình khám chữa bệnh cho trẻ vì sẽ không lường trước được những biến chứng xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Trước đó, ba cháu Nguyễn Ngọc Tuyết, Nguyễn Quang Minh, Pi Năng Tuấn Hữu ở Khánh Hòa được Trung tâm Oscar Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 phẫu thuật hở hàm ếch miễn phí. Cả ba cháu đều tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa sau khi được Bệnh viện Quân y 87 chuyển qua cấp cứu.